Hello, xin chào các bạn, mình là Nam này. Hôm nay mình sẽ chơi game đó chính là Spy Challenge Hobby. Đó, nào chúng ta sẽ tiến hành thôi. Đây là trung tâm đào tạo những siêu điệp viên các bạn nhá. Có người hướng dẫn cụ thể luôn này. Đó, đi đâu có người chỉ đạo, chỉ như đấy à. Đây, một cánh cổng để bước vào phòng luyện tập đây. Bạn thấy không? Không gian rất chi là hoành tráng luôn. Camera thì dày đặc, bản đồ vệ tinh. Rồi, rất nhiều tủ hồ sơ. Ủa, quả địa cầu rất chi là to luôn. Vũ khí này, có thể lấy một khẩu súng tạm được không? Không được các bạn ạ. Đó, không thể lấy được. Trưng bày thôi, hồ sơ. Một con xe rất chi là xịn sò, rất giống con xe của điệp viên 007 các bạn ạ. Đấy, con này có thể tàng hình này. Đúng rồi, tôi sẽ bước qua cánh cửa này và sẽ tốt nghiệp và trở thành một điệp viên siêu xuất sắc. Nào, vừa rồi lỗi kỹ thuật được các bạn ạ. Mình sẽ làm lại này. Ôi giời, những cái này thì quá là đơn giản luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn cái phòng này nó cảm giác như là trong ma trận ấy. Đó, đã một đích đến rồi. Ôi, cái cầu này thì quá đơn giản. Ôi, chạy băng băng ngon luôn này. Ủa, sao có điệp viên nào đang học việc rơi kia? Dạ, tưởng thế nào cơ. Tiếp tục thôi. Nhảy vào đây ạ. Úi giời ơi. Chứng ngoại quá đơn giản. 1, 2, 3, 4, 5. Đến chấm đỏ làm gì đấy? À, ta thử xem nào. Úi giời, có dây đu luôn các bạn này. Lên ngay. Lại cánh cổng tiếp theo chào đón chúng ta. Và xem phòng tiếp theo chúng ta sẽ dừng lại. Toàn tiên laser. Sáng đường. Úi giời, né. Úi giời, có xác các bạn đây này. Quả ngay, mấy cái này re này quá đơn giản, tôi tốt nghiệp rồi. Kiểu gì chả xuất sắc nhất khu này. Nào, lại bắt chui ống thông gió rồi. Đấy, đấy, miệt ngay mà. Nào, nhảy xuống đây xem ạ. Điệp viên thì có phải chui rúc thế này, nghe nó không đúng. Úi dồi, né đạn các bạn ạ. Quả ngay. Đấy, treo đây cái này, tránh được hết này. Rồi, lại nơi tiếp theo. Ôi, nhảy quá cái này chứ. Đơn giản. Lại là đơn giản. Một bước nữa rồi. Úi dồi, ôi giời, chúng một đống khí độc các bạn ạ. Hiện dưới khí độc. Mất xác luôn. Ấy, các bạn lại nhảy theo mình nhá. Nào đi thôi. Đấy, ta phải cắn đúng điểm. Nhảy qua một cách thuần thạo. Đấy. Một bậc nữa thôi. Đến nơi. Úi dồi. Bạn thấy cái cầu không? Chỉ là bị ăn luôn. Ôi, không sợ luôn. Mình sẽ đi run run. Rồi, đắn nét. Ui, cố trực thăng đợi mình lên luôn này. Rồi, lên luôn. Bạn ơi, có đi cùng mình không? Chưa nên nữa, két két. Két rồi. Rồi, còn bay các bạn ạ. Rồi, bế mình vào trong rồi. Úi giời, trực thăng này hơi cúi bắp thì bạn. Lên luôn. Ôi, đưa lên tầng thôi à. Trực thăng chỉ đưa lên tầng thôi à. À, rồi mình sẽ chạy hết quả qua đây. Những cái chỗ này mình chỉ nghĩ động vào sẽ chết luôn này. Mò bẫy gấu này. À, bẫy gấu này rất nguy hiểm nha. Chiếc bẫy gấu khổng lồ. Mình sẽ luồn lách qua ngay. Rồi đến đây là gì đấy? Đứng ở đây xem ạ. Đúng rồi, mở cửa. Chạy lên tầng à. Tiếp theo. Lên thôi anh em ơi. Sắp tốt nghiệp rồi. Sắp có bằng cử nhân. Gọi là cử nhân điệp viên rồi. Sau đó ta sẽ phiêu lưu khắp thế giới. Một chút xoài khá là cao các bạn này. Đến đây. Này, lại đu dây tiếp à? Đúng, biết ngay. Bắn một cái móc sang ấy, đu dây tiếp. Sang tròi lại ngay. Tiếp theo. Wow, rất chỉ xịn xỏ. Nhảy qua các quạt thông gió khổng lồ trên này. Rồi, mình sẽ phải nhảy qua. Bên dưới không biết là chất gì đỏ đỏ này, rất nguy hiểm này. Tiếp theo. Hai cái nữa thôi. Đúng, chỉ hai cái ống nước ấy. Đúng rồi, tí chết. Xém thì tụt xuống các bạn ạ. Rồi, mình để ý có một cái ống thông gió là không có gì nha. Mình sẽ nhảy vào. Wow, con đường mới. Úi giời ơi. Tí nữa xém cái. Rồi, nhảy qua những cái này. Lại có ông chú hướng dẫn đây rồi. Đấy, giáo viên hướng dẫn đây. Rồi, cấm không được đi vào những cái khu vực này hả? Ok. Rồi, biết ngay lại không cho đi đường chính thì bắt đi đường phụ, lại bắt chui ống thông gió rồi.
Rồi, ta phải qua ống thông gió này và ấn cái nút màu xanh. Nhảy lên đây ạ. Nhảy tiếp. Ui trời ơi. Nhìn các bạn thì chỗ đấy tường nó hơi cao. Mình sẽ phải bao cua lại thôi. Nào nào. Qua ngay. Rồi, qua thanh sả gỗ. Tiếp theo. À, nhà chỗ này hơi xa này, phải lấy đà thật mạnh đúng rồi. Nên nào. Lại chui tiếp đây. Ok. Ui, qua những cái dây điện này. Dây điện này. Điện 3 pha nhưng còn độc một dây thôi. Nhảy qua. Nhảy tiếp qua nào. Ồ, qua cả đèn chiếu sáng này. Ngoài. Ui, bên dưới dung nhan luôn các bạn nhỉ. Ui, xuống đây thành bánh mì chín. Nên nào. Ui, trời ơi. Thành than luôn rồi. Ok, không sao. Ta lại tiếp tục. Nào. Nhảy qua những góc này. Đấy, chỗ này hơi rộng, ta phải chuyển sang đây. Chạy sang đây nào. Nhảy một cái nữa, rồi một thanh nữa thôi ta sẽ đến. Rồi. Một nửa chặng đường chúng ta đã hoàn thành rồi. À, lại chui tiếp ông thông rồi. Thôi đến đây đến ông chú eo rồi. Ông chú hướng dẫn gì đây. Bắt đầu lên nào. Lên tàu à? Lên luôn. Đúng rồi, tàu chuẩn bị à? Bay à? Tàu đi không? Im mắng lắm nhỉ. Không chuyển à? À, lại phải chạy em đây à? Nào. Đến đây ok. Chạy luôn này. Qua những vũng khí độc chất nhảy này. Thế rồi lại một chiếc tàu tiếp theo. Tàu này đang lên dốc bị kẹt đây các bạn này. Ui, trượt trượt. Quá. Ôi, này mới kinh khủng này. Quá nhiều dung nham luôn. Ok. Nhảy qua các tảng đá. Và ấn nút màu xanh. Rồi ta sẽ lên miệng của ông này. Ok. Thôi tiếp tục cuộc hành trình. Wow, con bạn đi trước mình này. Bạn nhảy khá tốt. Ôi chết rồi. Khá là đèn. Không sao không sao. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để trở thành một siêu điệp viên. Rồi lần này nhất định mình sẽ phải đi qua. Rồi hai vọng. Ừ, rồi. Này hơi cao được. Bạn điệp viên đằng trước mình đâu mất rồi. Rồi ok đã đến nút là xanh. Mình sẽ khởi động. Rồi những cây cầu rồi. Nó chỉ có thời gian nhất định thôi các bạn ạ. Nó hiện thế này. Rồi đây ta nhảy tiếp lên đây. Wow, chui vào lưỡi luôn. Wow, cái này cửa không biết thông đi đâu này. Rồi một gian phòng tiếp theo. Này này à. Không biết ta sẽ làm gì ở đây đây. Chui vào cửa này à. Ồ. Nhấn vào nút này để đưa những cột dựng lên. Rồi mình sẽ đi vào phòng này xem sao. Rồi tiếp tục là những vượt chướng ngại vật các bạn ạ. Ok ta sẽ parkour qua đây. Chơi những game này mình tập parkour rất chi tốt các bạn ạ. Rồi ta thấy ba cột dựng lên rồi. Ta sẽ phải quay lại phòng đó thôi. Lượt đi đã đơn giản, lượt về lại càng đơn giản các bạn. Ô, bạn này vừa nãy đây đi cùng mình này, cuối cùng bạn đến đây rồi. Rồi mình sẽ phải nhảy lên đây nữa, nhảy sang cái nút màu xanh kia. Chúng ta xem diễn biến tiếp theo của khóa học sẽ là gì. Gì đây? Ui, hiện lên một cây cầu đấy các bạn ơi. Rất chi là hiện đại luôn. Trong một gian phòng tự nhiên lại có một cây cầu bằng đá. Thôi, ta nhảy sang cầu. Tại sao mình không làm cái bước đơn giản hơn một chút đi. Leo luôn dây lên đây có đẹp không? Ôi, tự nhiên lại có một cây cổ thụ này. Nội 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 nội. Cái lá mình nghĩ là mình nhảy đúng cái lá đậu được nhưng mà nhầm các bạn ạ. Rồi. Nhảy qua cái cành cây này. Một cành cây này. Rồi đến đây. Cây rất chi to luôn này. Mọc trong nhà luôn. Wow, những cái này quá đơn giản này. Đến đây rồi. Wow, những cái này nghe hơi bị khó này. Mình sẽ phải vượt qua những cái chướng ngại vật này. À, những cái cánh quạt xoay xoay này rất nguy hiểm các bạn ạ. Nó tạo bằng những tia ánh sáng này. Đấy, mình sẽ phải qua đây. Nựa theo cái chiều của nó. Hai vòng nữa thôi. Mình sẽ phải lấy cái búa ở đây đúng rồi. Họ chỉ định lấy cái búa đấy. Vượt qua nào. Rồi ok. Ô, một chiếc vali của điệp viên.
không biết cầm theo được không đây. Và đi không biết chứa gì đây. À coi búa ta sẽ bị đập phá cái tường này ra. Được rồi, ok. Đi ra. Bóng từ lại đường bịt này, bịt mất rồi. Đập phát nữa nè. Rồi, ok. Đã có ông chú hướng dẫn đây rồi. À, nhiệm vụ là ấn vào nút màu xanh để mở cửa máy bay. Ok. Luôn. À, máy bay đã mở cửa chưa? Đấy. Lên máy bay thôi. Nên máy bay này là chúng ta đã sắp tốt nghiệp rồi. Có những quả nô năn kìa. Mình sẽ phải nên để tránh những quả nô này. Máy bay khá là to và rộng. Thôi. Những quả nô không thể làm khó được mình. Chúng ta sẽ lên đầu máy bay. Các bạn thấy không? Đây chắc chắn là khoang thương gia của máy bay rồi. Lại yêu cầu mình đi lấy thẻ khẩn cấp mà mở cửa. Ui, cũng cả bàn bia luôn, xịt xỏ thớt đấy. Ngoài tiếp theo ta mở cửa lên đây xem ạ. Rồi mình đã thấy chiếc thẻ kia rồi, mình sẽ phải vượt qua những dây điện này nữa. Đã lấy được thẻ rồi. À bây giờ ta chỉ cần kẹt thẻ ở đây là cửa phụ máy bay sẽ mở ra và ta sẽ nhảy dù xuống phải không? Đúng như kịch bản trong phim luôn. Trong phim rất nhiều cảnh mà điệp viên phải nhảy từ máy bay xuống các bạn ạ. Đấy, đây cũng là tập huấn cho một phi vụ mà nó rất là nguy hiểm. Ta đều sẽ phải trải qua hết. Nào, ta nhảy xuống nào. Rồi, máy bay đã đưa mình đến hòn đảo và khóa huấn luyện của mình đã kết thúc rồi. Đó, ta sẽ đợi nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì. Ok, video mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Các bạn thấy hay hãy giúp mình like, một share và nhớ subscribe nha. Bye bye.